học hành đấy là nghĩa vụ của học sinh, không phải là khó là bỏ. Thôi thì mẹ bắt con học thôi, con nghe mẹ. Cậu là thần tượng của tớ đấy nhá. Không phải đi học, không phải làm bài tập về nhà, chỉ cần đi vào hàng rong này. Trời ơi, chỉ có mong muốn đi học ở trường như cậu thôi. Vậy thì từ nay hai đứa đổi vị trí cho nhau đi. Thằng Bảo đâu rồi? Đi. Anh là ai? Tôi là bố thằng Bảo. Mẹ ơi, Bảo đang gặp nguy hiểm, quý phải giải cứu Bảo ngay. Sao con lại nghĩ là Bảo gặp nguy hiểm? Bởi vì mắt bạn ấy sợ hãi và tiếc liên tục khi nhìn chuối. Hơn nữa, chuối còn cố tình làm hất cánh của Bảo đi. Người ta nói chú vừa đánh tránh miếng ăn thì không có người bố nào mà cố tình làm mất đi miếng ăn của con mình được. Nhưng rất có thể chuối vẫn là bố ruột của Bảo, chỉ là đối xử không tốt với con cái thôi. Nhưng mà lúc nãy con có lấy được ví của chuối. Tôi là bố của Bảo. Chuối sinh năm 2000 mà bạn Bảo lại bằng tuổi con là 10 tuổi thì làm sao mà chuối có thể có con 12 tuổi được ạ? Thế bây giờ mình phải làm thế nào để cứu Bảo hả Môn? Bánh này lúc nãy chuối đã ăn rồi, bây giờ mình chỉ cần tìm theo dấu chân của Bảo thôi. Mình đi cứu Bảo thôi. Rồi. Ở đây đi bán kẹo kiếm được ít nhất ngày 500 nghìn được về cơ mà. Sao dám bảo quán quần áo để làm con nuôi hả? Mày nghĩ tao không tìm được mày à? Ông vợ, con chỉ muốn được đi học, mặc quần áo bình thường như các bạn khác, mà người nào cũng không phải đi bán kẹo. Con không được ăn uống đầy đủ, con mệt lắm chú ạ. Một ngày mẹ bắt con học thôi, con nghe mẹ. Từ ngày mai con sẽ không đến trường nữa. Đấy là số phận của mày rồi. Ai bảo mày mồ côi hả? Mày phải chịu sự quản thúc của tao suốt đời. Mày kia đứng lại. Chúng mày bơi tao à? Cháu đã quay lại hình ảnh chú bạo hành trẻ em, bóc lột trẻ em. Chú cứ đợi mà lên phường uống nước chè đi. Tao dặn mày thế nào rồi? Ở đây đi bán kẹo kiếm được ít nhất 500 nghìn cơ mà. Sao mày dám vào quán quần áo hả? Đi. Yeah. Nhờ có cậu mà tớ mới hiểu ra được sự may mắn của tớ đấy. Bây giờ thì tớ sẽ chia sẻ sự may mắn này với cậu. Từ giờ cậu về nhà và sống chung với hai mẹ con mình nhé. Hai bọn mình sẽ cùng đi học với nhau.